Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Học Lập Trình tại SunTech. Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn follow và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn. Trong Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta một cái công cụ, nó hỗ trợ cho chúng ta một cái concept để chúng ta quản lý database. Thì nó chính là migration. Thì migration bản chất của nó dùng để quản lý database theo version. Nói thì nghe nó hơi khó hiểu một chút. Thì trước đây khi mà chưa có khái niệm về migration, chưa có khái niệm về quản lý database, thì các bạn có thể hình dung như thế này này, nó sẽ rất là mệt. Có nghĩa là khi các bạn làm việc teamwork với nhau, và cả team dùng chung một database, giả sử như vậy. Anh giả sử là anh là người thiết kế ra cái database đó, sau đó thì các bạn muốn sử dụng database mà anh vừa thiết kế, thì bằng một cách nào đó anh sẽ phải export cái database đó ra rồi gửi cho các bạn và các bạn sẽ phải import nó ở trên máy của mình, và công việc nó sẽ làm đi làm lại theo cái công việc thủ công như vậy đó. Thì có thể là lần đầu tiên thì sẽ không sao, nhưng chẳng may trong quá trình làm đến một cái giai đoạn giữa dự án mà anh lại thấy là đối với cái project này anh cần phải thêm một vài cái cột hoặc là thêm một vài cái bảng vào trong database đó, thì lúc đó nó sẽ rất là mệt, bởi vì là anh lại phải đi, thứ nhất là anh thêm vào database rồi anh import cả database cho các bạn. Đấy là cách thứ nhất, nó sẽ không hay cho lắm. Cách thứ hai là anh sẽ gửi cho các bạn câu lệnh tạo cái bảng đó hoặc là câu lệnh thêm cột, và anh phải gửi cho tất cả mọi người đó. Hoặc là cách thứ ba là anh sẽ phải gửi cho các bạn cái bảng hoặc là cái cột mà anh cái bảng mà có cái cột thay đổi để các bạn import lại đó. Nó sẽ dở như vậy đấy. Thì đối với thằng Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta một cái concept đó là migration, nó giúp cho chúng ta quản lý database theo version. Có nghĩa là gì? Thì bản chất của thằng này nó sẽ giúp cho chúng ta, anh sẽ tổng quan trước một chút trước khi chúng ta đi vào chi tiết. Thì bản chất của Laravel nó sẽ giúp chúng ta thao tác với cơ sở dữ liệu, với database. Ví dụ như là nó hỗ trợ cho chúng ta tạo bảng. Tất cả những việc mà MySQL nó làm được thì thằng migration này nó cũng làm được. Nó tạo bảng này, rồi thêm cột này, sửa tên bảng này, nó sửa tên cột, xóa bảng, xóa cột đó. Thì đấy là những công việc liên quan đến database. Thì đầu tiên anh sẽ nói về cái cú pháp để chúng ta có thể sử dụng cái migration khi chúng ta tạo bảng. Các bạn nhìn vào thư mục database, và trong database chúng ta có một thư mục là migration như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và các bạn thấy là mặc định trong Laravel, trong source code của Laravel, thì chúng ta đã có hai cái bảng, đó là bảng user. Các bạn nhìn thấy user số nhiều và bảng failed job cũng số nhiều. Thì đây là cái cấu trúc của một cái file migration sau khi mà chúng ta tạo xong. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy đây là cái cú pháp để sử dụng migration, và nó đang sử dụng cái class schema để nó hỗ trợ cho chúng ta tạo cái bảng user này. Trong cái schema này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta về các kiểu dữ liệu cho các cột trong bảng đó. Đây, trước khi chạy cái này thì anh muốn sửa một chút. Thì đây là cái migration có sẵn. Anh thêm số điện thoại vào và anh thêm địa chỉ vào. Thì số điện thoại ví dụ anh để là string, anh sẽ để đây là phone đó, và anh cho phép nó null. Anh sẽ để lại unix, số điện thoại sẽ không được trùng nhau. Ok chưa? Và anh sẽ có địa chỉ table, anh cũng để là string, anh để là address, và
Và anh để là 5 able như thế này. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các hàm này. Tiếp theo, anh sẽ có một bảng nữa, là một cái cột nữa. Đây. Là gender để anh thể hiện cái giới tính. Và anh sẽ để default. Default anh sẽ để là 1. Và gender thì anh sẽ để là small in. Tiny in đi. Đây, anh sẽ để như thế này. Rồi, ok chưa các bạn? Đó, thì làm sao để chúng ta có thể tạo ra được một cái migration này? Thì anh sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu nó. Thì để tạo ra được một cái file migration, tạo bảng ấy, create table, thì chúng ta sẽ sử dụng cái artisan command như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng cái artisan command là php artisan make, nó sẽ bắt đầu bằng make migration như thế này. Được chưa các bạn? Anh lấy ví dụ, anh sẽ tạo ra một cái bảng, ví dụ như là, và đây sẽ là tên bảng, sorry các bạn, sẽ là tên bảng table name, nhưng nó sẽ theo cú pháp như thế này, artisan migration. Anh để là create. Ví dụ chúng ta sẽ database của chúng ta cho cái project của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo cái bảng category. Thì khi mà chúng ta làm quen vào từng bảng category thì anh sẽ nói về các kiểu dữ liệu của nó. Ban đầu anh sẽ tạo ra trước đã. Anh sẽ mở cái terminal lên. Đây. Artisan make migration. Đó, anh tạo bảng này, category create category table. Thì các bạn sẽ thấy nhá. Việc đầu tiên các bạn sẽ thấy đó là sau khi mà anh tạo một bảng này, tức là anh tạo một cái file migration để tạo bảng, thì cái file đó nó sẽ được tạo vào trong tầng migration. Nó hơi chậm một chút. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Thì anh sẽ tạo ra được cái migration như thế này. Đây. Được chưa các bạn? Anh sẽ tạo ra được cái migration như thế này. Ok chưa? Và đây là cái cú pháp để nó sinh ra cho chúng ta một cái cấu trúc tạo một bảng với migration. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở trong đây, nó sẽ là cái câu lệnh như thế này. Và công việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi định nghĩa các cột cho cái bảng category này theo những gì mà chúng ta vừa thiết kế. Được chưa? Thì để định nghĩa các cột thì chúng ta sẽ bám vào kiểu dữ liệu của từng cột. Ví dụ đối với kiểu đối với cột ID của bảng category thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này. Chúng ta có kiểu integer. Đó. Đối với bảng category, kiểu dữ liệu của nó là integer. Thì trong thằng Laravel nó hỗ trợ cho chúng ta cái kiểu integer. Đó là nó để là increment như thế này. Đây. Chúng ta sẽ có một cái gọi là increment như thế này, có nghĩa là nó sẽ hiểu đó là bảng có kiểu integer và giá trị của nó sẽ tự động tăng. Đây, nó mang kiểu integer, giá trị tự động tăng và nó là primary key, thì anh sẽ dùng cái này. Được chưa? Thì đây là cái method ở trong cái
blueprint này. Đó, trong cái blueprint này nó sẽ cung cấp cho chúng ta danh sách những cái method. Các bạn nhìn vào đây nhé. Đây, đây là những cái method nó cung cấp cho chúng ta để chúng ta có thể định nghĩa được kiểu dữ liệu cho cục. Thì Laravel nó đã có sẵn hết ở đây rồi, thì chúng ta sẽ bám vào đây thôi để làm. Ok chưa? Đầu tiên nếu mà chúng ta muốn tạo ra số nguyên và nó là khóa chính thì nó sẽ là table và nó sẽ là increment như thế này, như anh vừa làm. Đây, thì anh sẽ sử dụng cái này và anh sẽ truyền vào là ID, cột của chúng ta có tên là ID. Được chưa các bạn? Đó, còn cái hàm timestamp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái bảng. À, nó sẽ tạo ra cho chúng ta hai cái cột là created us và updated us. Bây giờ anh sẽ chạy thử nhé. Thì để dùng được thì chúng ta sẽ phải cấu hình database của chúng ta. Thì đầu tiên anh sẽ login vào MySQL ở trong Laravel để anh tạo ra một cái bảng, tạo ra một cái database. Đây, anh sẽ là MySQL trừ U, anh sẽ login vào root trừ P. Đó, và anh sẽ tạo ra một cái table, tạo ra một cái database có tên là Laravel 06-2020. Đó, lúc này chúng ta sẽ thấy là chúng ta vừa tạo xong database. Được chưa? Đây, anh sẽ vào file env và anh cấu hình database ở đây. Hotname chúng ta giữ nguyên, localhost hoặc là cái IP này. Database anh sẽ đổi bằng cái này. Vì cái Laravel của anh, MySQL của anh đang setup là không có password nên là anh sẽ để trống. Được chưa các bạn? Đây, thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ yêu cái bảng, yêu cái database này. Ủa? Mà sao có giới hạn nhỉ? Đây, anh sẽ yêu cái này. Và anh show table lên thì các bạn sẽ thấy trong database này chưa có table nào cả. Được chưa? Trong database này đang chưa có table nào cả. Đó. Ok chưa các bạn? Ok rồi đúng không? Lúc này anh chạy migration lên này. Thế để tạo bảng thì chúng ta sẽ chạy migration. Chúng ta sẽ có phần là có câu lệnh là tạo bảng. Tạo bảng. Gọi là generate bảng. Generate table thì chúng ta sẽ dùng là PHP artisan migrate như thế này. Đó, để chúng ta tạo bảng thì nó sẽ tạo bảng vào trong MySQL. Vào MySQL. Được chưa các bạn? Nếu muốn tạo khóa chính mà không tự tăng thì em bỏ increment đi, chỉ cần set primary key và kiểu số nguyên thôi là được. Được chưa? Đây, anh chạy lên nhé. Trong khi đó anh vẫn dùng và có trả phí. Đây, chúng ta đang có một lỗi các bạn ạ. Lỗi này không phải là lỗi về làm sai mà lỗi về migration mà lỗi do chúng ta viết code thiếu chấm phẩy. Đây, anh sẽ chạy lại nó lên. Chúng ta có một cái lỗi exception tiny in method này không có trong user tiny in. Đây, chúng ta sẽ search cái từ tiny, tiny integer, sorry các bạn. Đây, đó, bây giờ anh chạy lên này.
anh chạy lại lên. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó đi tạo lần lượt từng bảng một. Đây, các bạn sẽ thấy là lần lượt nó sẽ đi tạo cho anh bảng user, bảng field job và bảng category. Anh chạy lên này, anh mở database lên này. Lúc này anh chạy lại cái lệnh show table thì các bạn thấy là lúc này trong database của chúng ta sẽ có 3 bảng mà các bạn nhìn thấy ở đây, và đồng thời Laravel sinh ra cho chúng ta một cái bảng nữa là bảng migration. Đây, thì bảng này là bảng Laravel tự sinh ra. Chúng ta muốn xem cấu trúc của bảng category, chúng ta sẽ gõ cái lệnh này. Đó, thì các bạn thấy là category của chúng ta nó có ID là primary key và có trường create thực ất và update thực ất như chúng ta định nghĩa. Thì cái timestamp này nó sẽ sinh ra cho chúng ta hai cái cột này. Đây, được chưa các bạn? Được chưa? Rồi, tiếp tục. Bây giờ anh muốn xóa những bảng mà anh đã tạo đi thì anh sẽ làm như sau. Làm thế nào để chúng ta có thể xóa bảng? Thì đơn giản thôi. Xóa bảng đã tạo. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh artisan, đó là PHP artisan migration rollback. Đó, bây giờ anh chạy này. PHP artisan migration migrate, sorry các bạn, rollback. Rồi, ok. Khi mà rollback thì các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta sẽ show database ở đây. Show table, chúng ta sẽ thấy là không còn bảng nào nữa. Ok chưa? Và anh select vào trong bảng migration. Sound from migration. Chúng ta thấy là dữ liệu cũng không có ở trong bảng này. Được chưa? Bây giờ anh chạy migrate lại thì nó sẽ đi tạo lại dữ liệu. Đây, chúng ta lại có 3 bảng mới và trong bảng migration sẽ có dữ liệu. Đây, các bạn thấy là nó sẽ có dữ liệu đây này. Được chưa? Thì bảng migration nó chỉ có cấu trúc là migration, cột migration và cột path. Path. Được chưa? Đó. Thì anh sẽ giải thích thêm một chút là tại sao khi chạy rollback thì nó lại xóa được bảng, mà khi chạy migrate thì nó lại tạo bảng. Thì bản chất khi mà các bạn chạy câu lệnh migrate, khi mà các bạn chạy câu lệnh này này, đây này, khi các bạn chạy câu lệnh để generate table ra là câu lệnh này, thì nó sẽ chạy vào cái hàm này ở trong file schema này, file migration này, nó sẽ chạy vào cái hàm up, được chưa? Còn khi các bạn chạy câu lệnh rollback này thì nó sẽ chạy vào hàm này, hàm down, để nó xóa bảng đi. Được chưa? Ok, các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Chạy rollback đúng cái mà chúng ta mong muốn đúng không? Đây, tí nữa. Từng bước để anh nói đã, vì nó còn mấy cái nữa cơ. Đây, vậy thì thằng migration nó quản lý, nó quản lý cái database của chúng ta như thế nào? Đây, cứ chạy rollback cái là nó lại xóa hết. Bây giờ anh sẽ tạo ra một bảng khác là bảng product đi. PHP artisan make. Anh sẽ tạo ra một cái là migration nhé. Các bạn thấy vừa thấy là anh chạy rollback như thế này là nó xóa hết sạch bảng này. Đây, không còn bảng nào nữa. Đồng thời dữ liệu trong bảng migration nó cũng xóa đi. Đây.
Đây, được chưa? Và anh chạy migrate thì nó sẽ tạo lại. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Ok chưa? Bây giờ anh tạo ra một cái file migration vào đây nữa để tạo, để chúng ta đi tạo cái bảng product. PHP artisan make migration. Đó, create product table. Ok, các bạn thấy là chúng ta đã tạo được file migration cho product này. Được chưa các bạn? Và anh giả sử trong đây anh cũng sẽ để product có ID là kiểu số nguyên thôi. Thì anh sẽ để increment giống như là category. Đây. Được chưa? Thì cái này nó giúp chúng ta tạo ra khóa chính và đồng thời mang kiểu dữ liệu là integer. Đó, được chưa? Còn cái timestamp này nó giúp chúng ta tạo ra hai cột là created us và updated us. Được chưa các bạn? Bây giờ anh chạy migrate lên artisan migrate. Các bạn phải để ý nhé, trước khi anh tạo này, anh xem là chúng ta đang có 3 bảng này, có đúng như vậy không? Đó, chúng ta đang có bảng category, field job và user tương đương với 3 bảng lúc trước. Và file migrate của chúng ta, cái bảng migrate của chúng ta dữ liệu của nó như thế này. Path bằng 1 nhé, các bạn để ý này, path bằng 1. Đó, tên file migration nó chính là tên cái file ở ngoài này, nó giống như lúc luôn, nó chỉ không có .pp thôi. Đây này,